Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh không lực hóa chung cư mini trong luật nhà ở khi phát biểu thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thủ đô sửa đổi sáng ngày 20 tháng 9 vừa qua. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nói việc tồn tại hơn 2.000 nhà riêng lẻ khác kiểu chung cư mini cho thấy định hướng xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội có phần khó kiểm soát. Ông Cường nhận định đây là hệ lụy của việc tập trung dân cư quá đông. Trong khu vực nội thành, đi kèm với đó là công tác quản lý chưa nghiêm đề cập đến vấn đề cơ sở sản xuất công nghiệp cơ sở y tế cơ sở giáo dục đại học cao đẳng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trụ sở các cơ quan đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với quy hoạch chung thủ đô phải thực hiện việc di dời tổng thư ký quốc hội nêu rõ đây là công việc được đặt ra từ rất lâu tuy nhiên công tác triển khai cũng rất chậm chạp đối chiếu với dự án luật ông cường cho biết biện pháp và lộ trình di dời được ủy quyền để thủ tướng quyết định nhưng hồ sơ dự án luật chưa thấy có dự thảo về quyết định biện pháp và lộ trình di dời cho ý kiến về nội dung liên quan chung cư mini sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban pháp luật, cơ quan thẩm tra rà soát lại dự án luật nhà ở sửa đổi, dứt khoát không luật hóa chung cư mini trong luật này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đây, dự thảo luật đã thiết kế một điều riêng cho chung cư mini, đến dự thảo hiện tại vẫn giữ quy định về loại hình này, nhưng đưa thành một điều khác. Các đồng chí rà soát lại dự thảo luật nhà ở, không được hợp thức hóa chung cư mini trong luật nhà ở, vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vừa rồi các đồng chí thấy rất đau xót, Nghiêm trọng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và gợi ý liệu có nên cho phép Hà Nội có quy định riêng về tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng trong các vấn đề giao thông, môi trường, phòng cháy chữa cháy khi xử luật thủ đô hay không. Phát biểu tiếp thu, giải trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng tình việc quy định tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trong quy hoạch là rất quan trọng, đặc biệt sau vụ cháy chung cư mini vừa qua, ông Dũng cho biết, trong vụ việc này cấp phép cho xây dựng 6 tầng thôi, nhưng xây dựng tới 9 tầng là vi phạm. Tuy vậy, theo Bí thư Hà Nội, với mật độ xây dựng trong khu vực này mà cho phép xây dựng 6 tầng cũng vô cùng bất cập, mà chỉ nên cho xây 2, 3 tầng ông dũng đề nghị giao cho thành phố hà nội quyết định những vấn đề về quy chuẩn tiêu chuẩn quy hoạch cụ thể vào những địa bàn cụ thể nhằm bảo đảm an ninh an toàn lâu dài